Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay sau khi có thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã có bài nhận xét về hai cung đường cao tốc ở Việt Nam cực kỳ nguy hiểm do tổ chức giao thông. Thứ nhất là đoạn cao tốc La Sơn Túy Loan và thứ hai là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai. Theo nhà báo Phạm Trung Tuyến, cả hai đoạn cao tốc trên hai tuyến đường này đều chỉ có một làn xe mỗi chiều và toàn bộ vạch liền phải đi từ 5 đến 7 km mới có một quãng vượt ngắn. Ông Tuyến phân tích, ở hai đoạn đường này, nếu đi đúng luật, tất cả các phương tiện sẽ đều phải đi bằng tốc độ tối thiểu vì các xe tải nặng, xe của những người mới lái. Những đoạn vượt thì ngắn và tốc độ bị hạn chế nên nếu đi đúng tốc độ thì mỗi đoạn vượt chỉ 1-2 xe bứt được lên. Đi kiểu đó, người lái xe thường sẽ rất ức chế, sốt ruột, ảnh hưởng xấu đến tâm lý và khả năng tập trung xử lý tình huống. Từ đó, nhà báo Phạm Trung Tuyến cho rằng với những đoạn đường mà chỉ có một làn đường mỗi chiều nên tổ chức giao thông như đường quốc lộ thông thường, chỉ để vạch liền, cấm vượt ở những khúc quanh, khuất tầm nhìn, còn lại để vạch đứt, xe tham gia giao thông có thể vượt khi đủ điều kiện an toàn. Ông Tuyến nhìn nhận và đặt vấn đề, ít ra như thế, người lái xe trên cao tốc còn có thể lái nhanh và an toàn tương đương đường thấp tốc. Vụ tai nạn thảm khốc trên đường La Sơn Túy Loan vừa qua, dù lỗi thuộc về nạn nhân, nhưng những người tổ chức giao thông rất nên suy nghĩ về việc làm của mình. Trên mạng xã hội Facebook, các thành viên nhóm AutoFun, Group OFFB đã có nhiều chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ quan điểm về các cao tốc của Việt Nam hiện nay, nhất là tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn. Thành viên Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đường này, tức cao tốc Cam Lộ La Sơn, mỗi chiều chỉ đi một làn duy nhất, có vạch liền và biển cấm vượt. Tầm 5 km sẽ có một điểm cho vượt bằng vạch đứt hoặc mở rộng làn có phân cách cứng dài 1 km để vượt, nhưng vẫn cắm biển hạn chế 80 km/h. Do đường nhỏ có nhiều dốc dài nên các xe to toàn đi rất chậm. Tầm 50 km/h nên các xe nhỏ phải nối đuôi nhau bò theo, rất ức chế. Và đến đoạn cho vượt, mặc dù đủ hai làn có giải phân cách cứng, làn khẩn cấp, nhưng vẫn cắm hạn chế 80 và chiều dài cho phép vượt chỉ được 1 km. Nên đến đoạn này, nếu không bứt tốc tranh thủ vượt thì lại phải bò theo đến điểm vượt tiếp theo. Lái xe Nguyễn Văn Hùng phân tích, như video trong camera hành trình ghi lại thì xe container vẫn bám làn trái và chạy ở tốc độ 56, gây khó khăn cho các xe phía sau vượt. Và nếu không tận dụng đoạn này để vượt thì phải bò theo xe container đến đoạn cho phép vượt tiếp theo. Tương tự, lái xe Nguyễn Danh Tuyên cho biết, anh mới chạy xe chiều vào đêm hôm 17 tháng 2 trên cao tốc Túy Loan La Sơn và La Sơn Cam Lộ và có một vài cảm nhận cá nhân về cao tốc này. Đường hẹp, chỉ có một làn chạy và một làn khẩn cấp. Làn khẩn cấp cũng hẹp vừa đủ một xe. Nếu đỗ xe ở làn khẩn cấp bật đèn cảnh báo cũng rất nguy hiểm. Phần lớn lái xe đỗ dừng nghỉ ở những đoạn có làn khẩn cấp to và phình ra cho an toàn. Toàn tuyến đường phần lớn là vạch liền, có những đoạn vạch đứt và có những đoạn có hai làn đường riêng biệt để mục đích cho các xe vượt nhau, các xe nối đuôi nhau chạy, nếu có tai nạn hoặc sự cố một trong hai làn thì chắc chắn sẽ kẹt xe. Anh Tuyên cho rằng, vượt xe khác trên đường này là rất khó, nguy hiểm và phải đợi đến đoạn đường đôi. Nếu vượt đoạn vạch đứt phải căn xe đối diện khoảng cách cho chuẩn, tính toán tốc độ xe mình chính xác, quyết đoán để vượt. Chạy ban ngày tầm nhìn tốt còn nguy hiểm. Nếu chạy ban đêm khi vượt xe chỉ cần bạn tính toán sai các yếu tố ở trên thì sẽ dẫn đến tình huống đối đầu trực diện xe ngược chiều và khả năng tan xác pháo là cực cao. Thậm chí xe văng ra khỏi đường lao xuống ruộng hoặc vực sâu hai bên. Đường lên xuống đổi dốc rất nhiều, cua tay áo cũng có. Nếu không giữ làn tốt, vào cua rất dễ đâm vào xe bên làn ngược lại. Toàn tuyến gần như không có đèn cao áp chiếu sáng hai bên. Lái xe Nguyễn Danh Tuyên chia sẻ, đặc biệt trên toàn tuyến có duy nhất một trạm dừng nghỉ ở cuối La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà vệ sinh rất bẩn, mùi, nhân viên cây xăng của Petro tại đây thái độ rất lấc cấc, cảm nhận cá nhân mình. Toàn tuyến có cảnh sát giao thông đứng bắt lỗi đè vạch và sai tốc độ nhiều. Nếu không may hỏng xe hay bị xịt lốp trên đường này thì chắc ốm luôn, vì cứ dừng đỗ là bị xử lý. Lái xe này kết luận, ai chưa chạy tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thì chạy một lần cho biết và trải nghiệm. Nhưng nên đi quốc lộ 1A cho an toàn, vì quốc lộ 1 có đèn cao áp chiếu sáng và đa số có 2-3 làn xe chạy. Lái xe tuyến này vừa nhàn và an toàn hơn. Ở Việt Nam còn một tuyến gọi là cao tốc nhưng vô cùng nguy hiểm nữa, đó là cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, khi tổ chức cho xe máy lưu thông cùng với xe ô tô. Lưu lượng xe ô tô đoạn này rất đông vì là quốc lộ 1, rất nhiều xe tải, xe container, xe khách lưu thông. Nhiều khi ô tô đang chạy 80-90 km/h mà gặp xe máy cứ len vào làn của ô tô.
Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhưng việc tổ chức lại giao thông, không cho xe máy đi vào đường cao tốc vẫn chưa được thực hiện. Cảnh báo, miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh gây mưa rét đóng băng nhiều nơi. Miền Nam đối diện với thời tiết cực đoan, số lượng bão năm 2024 tăng đột biến so với năm 2023. Thưa quý vị, thật sự quá khủng khiếp, sắp tới đây, miền Bắc nước ta sẽ phải đối diện với một đợt không khí lạnh cực mạnh, gây mưa và có khả năng gây băng giá ở nhiều nơi. Chưa dừng lại ở đó, miền Nam sẽ hứng chịu thêm những kiểu thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trước tình hình thời tiết cực đoan như thế này, các chuyên gia nhận định năm 2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới tăng nhiều đột biến, nhiều hơn 10 cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề đến nước ta. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân cần đề phòng các cơn lũ có thể ập đến bất ngờ vào những ngày tháng mưa lũ kéo dài. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 3, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rét đậm, rét hại, sương mù. Dự báo trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C, riêng Tây Bắc có nơi cao hơn 1,5 độ C. Mặc dù nền nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, song không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết ở trong nước. Tuy nhiên, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Với xu thế thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Không khí lạnh còn có thể gây ra băng giá ở một số nơi vùng núi cao phía Bắc, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sương mù và mưa phùn cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông. Tuy nhiên, theo nhiều mô hình dự báo cho thấy, cuối tháng 2 sẽ có không khí lạnh từ trung bình đến mạnh rơi vào đêm ngày 22, ngày 23 tháng 2, ngày 14 tháng Giêng. Tuy chưa thể xác định chính xác đợt này có gây ra rét đậm hay không do mô hình hạn xa còn đang có nhiều sự chưa đồng nhất. Nếu có xảy ra rét đậm thì mình thiên về khả năng chỉ xảy ra trong ngắn ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2, cuối tháng 2 rồi khó có thể xảy ra rét dài như cuối tháng 1. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2024, hiện tượng El Nino còn duy trì đến tháng 4 năm 2024 với xác suất trên 90%. Sau đó El Nino suy yếu và có khoảng 60% cơ hội chuyển sang pha trung tính trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024, khoảng 50 đến 60% khả năng chuyển sang La Nina vào cuối năm 2024. Nếu kịch bản này xảy ra, nắng nóng tại Nam Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó nắng nóng diện rộng tại miền Đông Nam Bộ sẽ xuất hiện từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 3 đến tháng 5, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình đầu năm. Dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong tháng 2 và tháng 3 năm 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhất là trong tháng 2 năm 2024, có thể gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân năm 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng nhận định bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2024 khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. Thời tiết Việt Nam chịu tác động khá rõ nét từ hiện tượng Enso. Năm 2023, thời tiết mang những nét điển hình theo quy luật trong năm El Nino. Những nhận định phía trên là dựa vào phân tích quy luật chuyển pha El Nino, Enso, La Nina, kết hợp phân tích các mô hình dự báo khí tượng. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng biến đổi khí hậu đang chi phối các hình thái thời tiết thay vì các pha của Enso. Chính vì vậy, những diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra không theo quy luật bất kể đó là pha nào. Nóng rực, băng nhóm giả mạo công an tràn lan, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trên 64 tỉnh thành, bóc trần 21 thủ đoạn gài bẫy cực tinh vi khiến nhiều người chỉ biết răm rắp làm theo. Quá bất ngờ và kịch tính khi liên tiếp trong thời gian vừa qua, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc các đối tượng lừa đảo, mạo danh cán bộ công an để đe dọa người dân phải chuyển tiền vào tài khoản để điều tra. Cụ thể gần đây, trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, liên tiếp xuất hiện nhiều đối tượng giả danh công an, gọi điện hù dọa nói rằng nạn nhân liên quan đến các vụ án và phải ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định nhằm chứng minh vô tội. Điều đáng nói, các đối tượng này nhắm vào những người lớn tuổi để lừa đảo. Theo đó, ông NXD sinh năm 1952, trú tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an.
Người này thông báo ông D liên quan đến một vụ vi phạm pháp luật, thông tin cá nhân và số điện thoại của ông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán trái phép chất cấm. Hiện đã có lệnh bắt bị can để tạm giam, yêu cầu ông khai báo toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn yêu cầu mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật. Nếu ông không chuyển vào số tài khoản đối tượng cung cấp số tiền 500 triệu đồng thì sẽ bị bắt để điều tra. Do lo sợ, ông D đã đến ngân hàng để giao dịch chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Khi đến phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh xã Tản Lĩnh để yêu cầu rút số tiền 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng đã nghi ngờ ông D bị lừa đảo nên đã gọi điện báo cho công an xã Tản Lĩnh. Có mặt tại ngân hàng, công an xã Tản Lĩnh đã tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo trên mạng nên ông D đã không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Trước đó, ngày 30 tháng 11, một công an xã Tản Lĩnh đã giúp bà NTH sinh năm 1970, trú tại thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, kịp thời dừng chuyển 1 tỷ đồng cho tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo giả danh là cán bộ công an. Qua các vụ việc trên, công an huyện Ba Vì khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tuyệt đối không có việc cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản để điều tra. Khi phát hiện người lạ gọi điện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Để kịp thời nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã thành lập các kênh tuyên truyền để quần chúng nhân dân cảnh giác. Thời gian qua, tình hình lừa đảo trên không gian mạng ở tỉnh Bình Định diễn biến phức tạp, các đối tượng lừa đảo hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau. Ở Bình Định, nổi cộm lên các tình trạng đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo. Nhiều đối tượng giả danh công an đã yêu cầu người dân phải cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng giả danh tiến hành thông báo tài khoản của bị hại thực hiện các việc rửa tiền, buôn bán chất cấm kèm các lệnh tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản. Qua đó, các đối tượng hù dọa và yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng đưa ra. Bà NTH, trú tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo mất hơn 300 triệu đồng dưới hình thức này. Theo trình bày của bà Hát, ngày 10 tháng 11, bà nhận được một cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ, tự xưng là Thiếu úy Hồ Minh Chí, công tác tại Công an tỉnh Bình Định. Người này thông báo về việc bà để lộ thông tin căn cước công dân nên đã liên quan đến đường dây mua bán chất cấm. Đối tượng yêu cầu người phụ nữ ra ngân hàng nộp 500 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng Kiên Long Bank, chủ tài khoản là Hồ Bảo Toàn để chứng minh bà trong sạch. Bà Hát than không đủ tiền, đối tượng sẽ hù dọa chuyển hồ sơ ra Bộ Công an và tạm giam bà. Quá lo sợ, ngày 13 tháng 11 và 15 tháng 11, bà Hát đã chuyển tổng cộng 315 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Ngoài hình thức lừa đảo này, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn diễn ra tình trạng lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính trong thời gian ngắn hưởng lợi cao, đầu tư chứng khoán trúng thưởng thông qua Facebook, Zalo, các nền tảng xã hội. Nhóm này xây dựng cả ekip để dẫn dụ các đối tượng như đưa nhiều người ra chứng minh đã thực hiện được có cả lực lượng chức năng. Ban đầu các đối tượng lừa để bị hại chuyển số tiền tương đối nhỏ, rồi dần dần dẫn dụ chuyển số tiền lớn, sau đó các đối tượng này viện dẫn nhiều lý do như nhập không đúng lệnh, không khớp lệnh, yêu cầu đóng thuế thu nhập cá nhân, đóng phí để chiếm đoạt đến khi nào bị hại không còn tài sản và kiệt quệ thì đối tượng sẽ đánh sập các trang này.